Và hai chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và mình là Stoby Gaming đây các bạn. Và đây là bà chị Chevel rất là dễ thương và sành điệu của chúng ta luôn các bạn ha. Đó. Và ngày hôm nay á thì Chevel đang làm gì ở đây các bạn? Thì ngày hôm nay á Chevel nó đang đi làm công cho cái trang trại này các bạn ha. Hàng ngày á thì công việc của nó buổi sáng á là vô đây để cho heo ăn. Sau khi heo ăn xong á thì cho heo đi tắm. Đó, sau khi heo tắm xong á thì cho nó massage chạy vòng vòng các kiểu á các bạn. Đó. Rồi ngoài công việc nuôi heo đó thì nó còn có thêm mỗi công việc đó là nuôi bò các bạn à. Đấy. Những chú bò rất là cục xúc và dễ thương của chúng ta này các bạn ha. Đó. Thì công việc của nó từ sáng tới chiều là nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Hết nuôi heo ra xong rồi nuôi bò. Đây là hai trang trại rồi các bạn. Bên kia là heo thôi các bạn ha. Còn bên đây là bò. Đó. Ngày nào nó cũng làm vậy hết các bạn. Mà lương á thì nó không được cao, các bạn biết mấy công việc này rồi. Nó đâu được cao đâu. Nó lương nó tính theo giờ rất là thấp các bạn. Đó. Và bà chị chê bộ chúng ta rất là chán công việc luôn rồi các bạn. Cứ ngày nào cũng phải heo với bò, heo với bò. Đó, hôi thối chết đi được. Đó. Và bây giờ thì nó suy nghĩ á, là làm như này á thì không biết bao giờ mới giàu được các bạn. Cứ hết heo tới bò mà hả, một ngày á làm không được bao nhiêu tiền hết á. Bây giờ á nó muốn làm cái gì á mà giàu liền á các bạn, hoặc là làm cái nghề gì á mà nó phải nhiều tiền các bạn ha, thì nó mới nhanh giàu được và cái cuộc sống của nó thì nó mới thoải mái hơn được. Chứ mà tối ngày cắm đầu vô đây mà dọn bảy phân heo với phân bò không mà chắc chết luôn các bạn ạ. Và trong cái lúc đó các bạn ha, thì cái thằng Travel này á, nó vô tình nó nhớ lại là trong lúc á, nó đang đi giao heo ngang qua căn nhà của thằng Aeroman, mà chính xác là giao vô ngay nhà của thằng Aeroman luôn các bạn ha. Đây, chú heo rất là dễ thương của chúng ta đang nằm ở đằng sau, chúi đầu vô thằng Michael này các bạn. Đó, và nó bắt đầu cái cuộc hành trình là từ đây, nó biết được là cái bộ đồ Wood Booster nằm trong đây các bạn ha. Bạn ơi, giao heo bạn ơi, ôi, wow. Bộ đồ gì ghê vậy? Wow. Trời ơi, bộ đồ này mà bán được nhiều tiền lắm luôn á. Quá đẹp. Anh ơi, giao heo anh ơi. Rồi, được rồi. Để đi. Rồi, đi game tôi cái đi. Rồi, rồi, ok anh luôn. Đó. Và đây cũng chính là lúc mà cái thằng Travel này nó suy nghĩ tới cái chuyện đó các bạn ha. Đó. Cho nên á là bây giờ nó sẽ chạy qua khúc bên đó các bạn ha, để xem thử coi là thực sự á là cái bộ đồ Hood Booster Iron Man đó nó có thật hay là không. Thì hiện bây giờ á là cái căn nhà nó đang nằm ở bên đây các bạn. Uầy, nó cũng hơi xa đó các bạn à. Nhưng mà bây giờ á muốn đổi đời á thì chỉ còn cách đó thôi chứ đâu còn cách nào khác đâu các bạn. Các bạn nhìn con xe là các bạn đủ hiểu cái độ nghèo của bà chị chơi bộ của chúng ta rồi. Các bạn nhìn con xe nè, trời ơi nó xét từ đầu tới cuối luôn các bạn, nó không còn chỗ nào mà để nó không xét hết các bạn, ngoài trừ cái đĩa ra. Nhưng mà chỉ được cái đĩa trên thôi các bạn, cái đĩa dưới thì nó cũng xét nghẹt luôn rồi. Rồi nó khổ, trời ơi chú bấy đừng các bạn á. Bởi vậy mới thấy cuộc sống của bà chị chơi bộ của chúng ta như thế nào. Nó nổi tiền mua đồ không có nữa, phải mặc đỡ cái bộ đồ hả bà ba như thế này đó các bạn biết rồi đó. Cười không ra người, bà ma không ra ma các bạn. Và đó là cái cơ hội mà để cho chơi bộ rõ đời các bạn ha. Nó chỉ cần hả lấy được cái bộ đồ thôi là bán được biết bao nhiêu tiền luôn đó các bạn. Nhưng mà cái gì mà hả đắt giá như vậy thì các bạn biết rồi đó, không bao giờ mà có thể là dễ dàng lấy được ha các bạn ha. Nó phải đánh đổi bằng gọi là tất cả xương máu đồ, mồ hôi, nước mắt rồi các bạn thì mới có thể là lấy được. Nhưng mà bây giờ thì nó phải làm thôi các bạn ha. Không làm nó thì không bao giờ đổi đời được các bạn ạ. Đây. Các bạn thấy con xe này sao các bạn?
Tuy là nhìn bề ngoài nó cũ kỹ mà rách nát vậy thôi ấy nha, nhưng mà chạy vẫn còn ngon lắm nha các bạn. Chỉ có điều là cái dàn sóc của nó nhúng cuộn đồ á thì nó tương như là cày sấy thôi, không có gì hết đó. Nhưng mà không sao các bạn à, vẫn ok. Này, do là ở đây là cái vùng ngoại ô á thì các bạn cũng đã biết rồi ha, xe cộ rất là vắng. Ui, mình vừa mới cán trúng một cái con cáo luôn á các bạn. Mấy cái loại này ra đường á thì nếu mà cán được thì cứ cán đi, nếu không á để nó ra ngoài đường nó cắn ta cũng vậy à. Tại mấy con bên này ít người săn bắt lắm các bạn. Là ngôi nhà kỳ quan thế giới nằm ở trên cao đó kìa. Mặc cái váy mà còn không gầy nút đằng sau nó mới ghê chứ. Đúng là chị chơi bồ chúng ta là hả, gọi là tả tơi đúng không các bạn à, tả tơi con dơi rồi đó. Bây giờ hiện nó đang chạy rất là nhanh từ bên kia luôn, để mình coi coi gần tới chưa. À, cũng gần tới các bạn ha, nãy giờ cũng được nửa đường rồi. Ủa, cái đèn mà từ thời mà thập niên 1900 hồi đó luôn á các bạn. Xe nào mà giờ chơi đèn tròn giống vậy nữa. Đó, thắng vẫn rất là cứ là ok luôn á. Rồi, mình sắp tới rồi các bạn ha. Cũng khá là nhanh thôi chứ không có lâu lắm đâu, cũng không có lâu lắm đâu các bạn ạ. Ui, trời ơi, phê cho con tê tê luôn các bạn ạ. Đấy, mình ra tới đây là mình gần tới rồi đó. Rồi chạy cẩn thận nha chị chơi bộ, còn có con xe duy nhất cái cúng cùi cuối cùng luôn á, lỡ mà rớt con xe này nữa cái là không biết tiền đâu mà hả mua con xe mới luôn á. Thật, cái chỗ này chỗ gì mà có anh chàng Mexico chúng ta đứng đây vậy ta? Ủa, đây quá trời xe cổ luôn các bạn, chả hiểu bên này làm cái mấy chiếc xe làm gì nữa. Nhiều khi chơi trong GTA 5 mà các bạn thấy mấy cái mà nó mắc cười lắm. Đây là khu quân đội các bạn ha. Ê, trời ơi, thế mà đụng chúng tôi đó ba. Đó, các bạn thấy là cái công việc của chia bộ nó nằm rất là xa thành phố các bạn. Đó là một ngoài rìa thành phố San Andreas rồi mà nó còn xa nữa. Là cái nghề đó gọi là như thế nào các bạn. Bên kia khu quân đội, nó nhìn rất là hoành tráng luôn các bạn ạ. Làm rất là biệt lập với lại cái thế giới bên ngoài ha. Một mình một cõi các bạn. Rồi, còn một chút xíu nữa là tới rồi các bạn. Bây giờ thì gì vậy? Gì vậy ba? Nhưng mà la lên thì còn có hết hồn mà. Nhưng mà mình chỉ cần ha, tới chỗ căn nhà đó các bạn ha, rồi sau đó thì mình sẽ đột nhập vào trong căn nhà đó và mình sẽ lén lấy cắp bộ đồ các bạn à. Đây mình để mình dựng đậu xe bên đây để mình coi tình hình coi như thế nào đó. Wow, ở căn nhà này đông dữ vậy ta. Rồi các bạn thấy căn nhà này đông không các bạn? Vãi linh hồn. Rồi mình xuống mình coi thử coi. Uầy, cái bữa mình đi qua đâu có thấy ai đây đâu ta, sao hôm nay đông dữ vậy? À, mình biết rồi các bạn à, chắc là do hồi bữa mình đi qua đây á là cái bộ đồ kia là nó vừa mới về đây thôi. Rồi hôm nay á nó đã về rồi á, cho nên là hả nó mướn người về đứng canh bộ đồ này quá trời luôn các bạn. Để mình coi nó coi ai vậy hả. Ủa, đây hình như là những anh chàng cấp 3 FIFA của chúng ta này các bạn. Uầy,
cướp bao Free Fire mà còn cầm cây hả? Bánh xào Free Fire nó mới ghê chứ. Đúng bài luôn các bạn ạ. Rồi có cả xanh, cả tím. Rồi cả xanh dương nữa nè các bạn. Ui, ở đây còn có camera nữa nè. Ôi má, muốn vô nhà lấy bộ đồ là hơi khó chứ các bạn. Ngoài cái đường này ra là không có đường nào đi vô được căn nhà để lấy bộ đồ hết đó. Ở bên khúc này thì khá là cao rồi, không có nào đi vô được. Leo đây là ăn đạn chắc luôn á. Tại vì trên đây đứng nhìn xuống hết. Uầy, bây giờ phải làm sao đây? Ờ, nhưng mà cũng hên đó. Là hồi nãy trước khi mình qua đây á, để mình tính lấy bộ đồ này á, là mình cũng có chuẩn bị súng rồi các bạn à. Đó, cho nên là mình không có sợ chỗ này đâu. Bây giờ múc súng rồi mình chơi luôn các bạn ha. Chơi cho nó thì mới có thể vô nhà lấy được cái bộ đồ. Liều luôn chứ sao giờ. Đó, bây giờ á là mình sẽ xử hai cái thằng đứng canh cổng ở ngoài này trước, rồi sau đó mình sẽ tiến vô các bạn ha. Quá ngon lành các bạn ạ. Nè các bạn, mình cũng có cây hả cấp 3 bản xào Free Fire luôn nè. Tụi nó tưởng đâu là có mình tụi nó có hay gì á. Quay mà bắn gì không chết nữa trời. Quay hồi sao mấy tụi kia nó bắn cái sùm hết trơn vậy đi các bạn. Hỏi tụi đúng trâu luôn, không biết nó có mặc giáp 3 hay là giáp 2 gì không nữa. Bắn hồi nãy giờ nó mới chết. Ok kìa, nó bắn cái sùm luôn các bạn. Ui, vậy là mình khỏe rồi. Mình cũng phải hả chơi tụi này tự chơi nhau luôn các bạn. Đó, tụi này nó mang balo 3, giáp 3 luôn sao, bắn khó chết phải. Mày hả mày, góc cái đầu mày lên đây. Mày còn nữa hả? Đông vậy? Còn nữa không? Uầy, tụi nó tự bắn nhau luôn các bạn à. Ghê thật. Nè, miễn xào FIFA tím nó bắn sao nhau, miễn xào FIFA xanh dương. Rồi miễn xào FIFA xanh dương bắn nhau với lại hả miễn xào đỏ. Uầy, sao hôm nay mình hơn chú ta. Mình tưởng là mình xử lý hết quyền đống này là mình hả gọi là tuột váy luôn á các bạn à. Mà cái gì ngoài kia vậy? Uầy, tụi nó còn nữa hả? À, trời ơi, tụi nó bắt đầu tấn công mình rồi kìa. Mày đoán mình quá trời luôn kìa các bạn. Rồi tụi nó có ngoài có 5 thằng luôn. Mày hả mày, mấy này là mấy thằng cấp 3 mấy xào Free Fire đỏ các bạn à. Tụi mày qua đây. Ủa, nó bắn mình ghét quá vậy. Ủa, này tấn công vô đây các bạn à. Mất dạy. Bắn lén tao hả mày. Đâu còn nào nữa không? Mày mày hả mày? Ôi, còn đúng một thằng nữa hả các bạn? Thằng này easy rồi. Đây mày, để mình chạy ra mình coi coi là chết hết chưa. Đây, rồi chết hết rồi các bạn ha. An toàn rồi đó. Rồi, mình hy vọng là sẽ không còn thằng nào vậy để quấy game mình lấy cái bộ đồ nữa các bạn. Đây, bây giờ thì mình sẽ chạy xuống đây các bạn ha. Ở dưới đường hầm này sẽ có bộ đồ Iron Man nè. Và mình không biết là có thằng nào dưới đây hay không nữa. Chắc mình nghĩ là hết rồi các bạn ha.
Ủa gì xe cấp cứu tới tùm lum la vậy? Nói rồi bắn bể mấy camera đi. Ôi. Ui. Đây thật sự là thế giới của thằng Aeroban nè các bạn. Wow. Trời ơi. Cái bộ đồ mình nói tới nè các bạn. Booster Iron Man nè. Đó, cái bộ đồ này nó lấy cảm hứng từ cái thằng Hood đó các bạn. Nhưng mà là bộ giáp của Iron Man. Quay thằng Hood tức là kinh khủng tới cỡ nào rồi. Mà còn hai giáp Iron Man bự như nó đó các bạn. Vừa mạnh nè, vừa trâu nè, mà vừa có thể là hả, có những thằng bay nữa nè các bạn, bắn được cái kiểu luôn. Con này á tính ra đánh thắng Hood luôn á, nó cơ động hơn Hood rất là nhiều luôn. Ở đây còn có thêm mấy cái bộ Iron Man mà còn chế tác dở nữa các bạn. Ở đây là cái phòng gọi là làm việc của thằng Iron Man đó. Ủa, đây còn có thêm ba bộ đồ nữa các bạn. Đây hình như là cái bộ đồ của thằng da đen nè. Đây là bộ đồ chính của Iron Man nè. Còn đây là bộ đồ hình như là Machine 47 hay phải, hoặc là MK 47 ấy. Mình không nhớ tên nữa tại vì Iron Man nó có rất là nhiều đồ và rất là nhiều phiên bản các bạn ha. Ui, nhưng mà cái bộ này là được giá nhất lên các bạn. Cái bộ này là hả, dữ nhất nè, bự nhất trong đây các bạn ha. Ui, bây giờ á thì á, mình sẽ mặc thử bộ đồ vô thử coi sao các bạn ha. Ui, bảo đảm á, bán xong bộ này là mình giàu to luôn các bạn ạ. À. Ui, bây giờ để mình mặc vô các bạn ha. 1, 2, 3, let's go. Ui, mình đã mặc được cái bộ đồ hả, Booster Iron Man rồi các bạn. Ui, mấy nó cực kỳ nặng luôn á. Nặng ịt luôn các bạn à. Tại vì toàn là sắt không à, sắt với thép không à. Ôi ngầu lòi luôn các bạn ơi. Ngon lành chành đào cành me luôn. Nhưng mà nó chưa có sức mạnh các bạn ha. À, mình thấy ở bên trong rồi. Ở bên trong này á, nó có một cái nút kích hoạt sức mạnh nè. Bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cái nút lên để mình lấy cái sức mạnh của cái bộ đồ Hoodbuster này các bạn. Wow, mình đã mở được cái sức mạnh của cái bộ đồ Hoodbuster Iron Man rồi rồi các bạn. Ôi, cái bộ đồ bự như thế này mà nó bay hả, nhẹ như là hả cánh chim én vậy các bạn. Ui, quá đã các bạn ạ. Quá đã luôn ha. Ui, quá dữ dằn luôn các bạn ạ. Ui, các bạn nghe thấy tiếng đánh không? Ủa, đánh con beng beng luôn á. Ui, quá đã các bạn ạ. Đây nó còn có rất là nhiều chiêu nè. Quá dữ. Đó các bạn. Đây mình sẽ chơi cái chiêu mà năm cánh các bạn ha. Ui. Ui ui. Quá dữ. Quá sức mạnh quá ghê các bạn à. Trời ơi. Ôi má nó ghê. Xe của quả nè, Bình Quốc xe của quả luôn. Mày hả mày. Xe của quả trời ơi, chữa một cái banh chiếc xe luôn các bạn à. Quá dữ dằn các bạn ha. Còn bay nó khỏi nói rồi. Ôi da trời ơi. Uầy, một cái bộ giáp như thế này mà đụng vô chiếc xe buýt mà mình đi hả, lực luôn hả.
Quái nồi. Quái nồi thật sự các bạn ạ. Quá đã. Quay cái bộ giáp này không uổng công mình hả? Gọi là đi vô đây để lấy cái hả, bộ đồ này các bạn ha. Phá hủy hết cái sẵn đây luôn các bạn. Nó thật là hả, gọi là tàn cho cái thành phố này khi mà cái bộ đồ Iron Man này nó vẫn rơi vào tay của chị Chevo các bạn ha. Wow. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi cất bộ đồ đi các bạn. Sau đó thì mình sẽ đi bán. Hả? Kỳ này mình giàu to rồi. Yeah. Đây bây giờ mình cất cái bộ đồ vô ở bên sâu trong cái ngọn núi này các bạn. Đó là không có ai biết hết. Đó, đợi thời cơ mình sẽ đi bán các bạn ha. Rồi đó các bạn. Mình đã hả cởi bỏ cái bộ đồ Hulk Buster Iron Man rồi đó. Như mình đã nói, bây giờ thì mình sẽ để đây ha. Và sau đó thì mình sẽ tìm cái đường lậu, cái nguồn lậu á. Ai cần á thì mình sẽ bán nó đi. À. Rồi, ok các bạn. Và video clip về cái thằng Hulk Buster này á, tới đây là kết thúc nha. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và nếu như các bạn có ý kiến gì về cái bộ đồ này thì hãy comment ở dưới cho mình biết. Hoặc là các bạn có yêu cầu á thì cũng hãy cứ comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình là Story Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.